Manchester United đã hoàn tất việc chiêu mộ trung vệ Matthijs de Ligt và Nuzay Mazraoui từ Bayern Munich. Giờ đây, chỉ có đếm từng ngày cho đến khi bộ đôi nói trên chính thức ra mắt tại sân chơi Premier League. Thương vụ chuyển nhượng de Ligt có giá trị 50 triệu euro, với số tiền ban đầu là 45 triệu euro cộng thêm 5 triệu euro phụ phí. Trung vệ người Hà Lan sẽ có mặt trong trận mở màn Premier League của United với Fulham vào thứ 6, sau khi được đăng ký vào danh sách thi đấu giữa trưa thứ 5. De Ligt đã trải qua 2 mùa giải tại Bayern sau khi chuyển đến từ Juventus, ra sân tổng cộng 73 lần và ghi được 5 bàn thắng. Trong quá khứ, anh cũng từng thi đấu dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Erik ten Hag tại Ajax, nơi họ giành chức vô địch giải vô địch quốc gia Hà Lan năm 2019 và tiến đến bán kết Champions League trong cùng năm. De Ligt cũng đã giành chức vô địch quốc nội với Juventus và Bayern. Phát biểu về việc chuyển đến xứ sở sương mù thi đấu, De Ligt cho biết: "Ngay khi nghe tin Manchester United muốn có tôi cảm thấy rất phấn khích về cơ hội thử thách mới tại một câu lạc bộ lịch sử hào hùng như vậy. Trong những cuộc trò chuyện sau đó, tôi rất ấn tượng với tầm nhìn mà ban lãnh đạo đội bóng đã đề ra và vai trò mà họ thấy ở tôi trong chiến lược tầm nhìn đó. Erik ten Hag đã định hình giai đoạn đầu sự nghiệp của tôi nên ông ấy biết cách phát huy tối đa khả năng của tôi và tôi rất mong được làm việc với ông ấy một lần nữa. Tôi biết điều gì cần thiết để thành công ở cấp độ cao nhất và tôi quyết tâm tiếp tục tái lập thành tích đó tại câu lạc bộ vĩ đại như Manchester United." De Ligt sẽ củng cố hàng phòng ngự của Man United sau sự ra đi của Raphael Varane, trong khi tân binh Lenny Zoro sẽ phải nghỉ thi đấu 3 tháng vì chấn thương bàn chân trong trận giao hữu với Arsenal ở tiền mùa giải. Hậu vệ cánh Mazraoui gia nhập Man United với mức phí chuyển nhượng 15 triệu euro cùng với 5 triệu euro tiền phụ phí. Mazraoui cũng đã thi đấu dưới thời Ten Hag tại Ajax. Anh đã giành được 3 chức vô địch với câu lạc bộ Hà Lan và 2 danh hiệu khác với Bayern. Cầu thủ người Maroc đã có 28 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia và lọt vào bán kết World Cup 2022. Anh đã ký hợp đồng có thời hạn 4 năm với tùy chọn gia hạn thêm 1 năm với Manchester United và cập bến đội bóng vào ngày Aaron Wan-Bissaka xác nhận sẽ chuyển đến West Ham. Khi chính thức trở thành cầu thủ của Man United, Mazraoui cho biết: "Được trở thành cầu thủ của Man United là một cảm giác tuyệt vời và tôi rất mong được bước ra khán đài sân Old Trafford trong chiếc áo đấu màu đỏ. Tôi biết rằng tôi đang gia nhập câu lạc bộ vào thời điểm thú vị. Những người tôi đã nói chuyện đều có chung tham vọng là cùng nhau giành các danh hiệu và tôi có thể cảm nhận được quyết tâm để đạt được điều đó." Giám đốc thể thao của Quỷ Đỏ Dan Ashworth cho biết: "Mazraoui là một hậu vệ cánh tấn công vô cùng đa năng. Cậu ấy có thể chơi ở vị trí hậu vệ cánh phải và cánh trái. Kinh nghiệm và sự linh hoạt của Mazraoui sẽ giúp cậu ấy trở thành sự bổ sung tuyệt vời cho đội hình của chúng tôi. Sau khi đã giành được một số danh hiệu trong sự nghiệp, chúng tôi biết rằng tinh thần quyết tâm của Mazraoui sẽ là tài sản thực sự của tập thể khi chúng tôi cùng nhau làm việc để mang lại thành công mà Manchester United cần có." Thỏa thuận đưa De Ligt đến Old Trafford có giá trị 50 triệu kèm theo phụ phí. Man United coi đây là mức giá hấp dẫn cho một trung vệ trẻ nhưng chất lượng và cực kỳ giàu kinh nghiệm, người đã thành công ở mọi câu lạc bộ anh từng chơi. Mazraoui được câu lạc bộ coi là hậu vệ cánh trẻ đầy đa năng, phòng ngự chắc chắn và có thể tấn công ở cánh trái hoặc cánh phải. Sự xuất hiện cùng lúc của De Ligt và Mazraoui giúp United có 4 bản hợp đồng lớn được hoàn tất trước khi mùa giải bắt đầu, giúp tăng cường đáng kể sức mạnh cho đội hình và giải quyết các vị trí ưu tiên. Thương vụ chiêu mộ De Ligt và Mazraoui đã nhận được nhiều phản ứng tích cực từ người hâm mộ và giới chuyên môn. Nhiều cổ động viên Quỷ Đỏ tin rằng đây là những bản hợp đồng có thể thay đổi hoàn toàn diện mạo của đội bóng, đặc biệt là khi so sánh với những bản hợp đồng khác trong cùng kỳ chuyển nhượng. Thay vì mua sắm ồ ạt mà không có chiến lược rõ ràng như trước đây, Manchester United dưới thời Ten Hag đã cho thấy sự cân nhắc kỹ lưỡng và tập trung vào những vị trí thực sự cần thiết. Sự kết hợp giữa De Ligt, Mazraoui và những cầu thủ như Bruno Fernandes, Marco Rashford sẽ giúp Man United có một đội hình đủ mạnh để cạnh tranh ở mọi đấu trường. Khi so sánh với các đối thủ cạnh tranh như Man City, Chelsea, Arsenal, thì Manchester United có vẻ như đang đi một con đường khác. Thay vì mua những cầu thủ đã thành danh hoặc có giá trị thương mại cao, họ tập trung vào những cầu thủ có thể đóng góp ngay lập tức vào lối chơi của đội bóng. De Ligt và Mazraoui dù không phải là những cái tên đình đám nhất trên thị trường chuyển nhượng, nhưng họ lại mang đến những giá trị chiến thuật mà câu lạc bộ đang rất cần vào thời điểm này. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng Man United đang đi theo con đường dễ dàng hơn bằng cách mua những cầu thủ mà Ten Hag đã quen thuộc thay vì xây dựng một bản sắc riêng cho câu lạc bộ. Đây là một thách thức mà Ten Hag phải đối mặt, nhưng với tài năng và chiến lược của mình, ông hoàn toàn có thể biến điều này thành một lợi thế. Với sự gia nhập của De Ligt và Mazraoui, Man United không chỉ tăng cường chất lượng đội hình mà còn tạo ra sự cạnh tranh nội bộ lành mạnh. Điều này là cần thiết cho bất kỳ đội bóng nào muốn cạnh tranh ở nhiều mặt trận. De Ligt sẽ là một sự thay thế chất lượng cho Raphael Varane, người đã phải đối mặt với nhiều chấn thương trong những mùa giải trước đây.
Trong khi đó, sự cạnh tranh giữa Mazraoui và các hậu vệ cánh khác như Dalot sẽ đảm bảo rằng mọi cầu thủ đều phải nỗ lực hết mình để giữ được vị trí của mình trong đội hình chính. Erik ten Hag là một huấn luyện viên luôn tìm cách đổi mới chiến thuật và sử dụng linh hoạt cao thủ. Sự xuất hiện của bộ đôi nói trên sẽ giúp ông có thêm nhiều tùy chọn chiến thuật, từ việc sử dụng hàng thủ 3 người với De Ligt là trung tâm đến việc áp dụng hệ thống hậu vệ cánh tấn công với sự hiện diện của Mazraoui. Điều này sẽ làm cho Manchester United trở nên khó đoán hơn và có thể điều chỉnh chiến thuật theo nhiều tình huống khác nhau trong trận đấu. Mặc dù cả De Ligt và Mazraoui đều là những cầu thủ xuất sắc, nhưng họ sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức khi chuyển đến Premier League, một giải đấu nổi tiếng với sự khắc nghiệt và tốc độ cao. De Ligt sẽ cần phải nhanh chóng thích nghi với phong cách thi đấu ở Anh, nơi mà các tiền đạo thường rất nhanh và có khả năng tranh chấp tay đôi tốt. Trung vệ người Hà Lan đã được đề xuất cho Erik ten Hag bởi đội ngũ tuyển dụng mới của Manchester United như một mục tiêu để nâng cao khả năng thể chất và kỹ thuật của đội bóng, người có khả năng tranh chấp tốt trong các cuộc đấu tay đôi. Anh được coi là một sự bổ sung hoàn hảo cho Lisandro Martinez, cầu thủ có lối chơi quyết đoán và mang tính bản năng nhiều hơn, tạo nên sự cân bằng giữa bộ đôi trung vệ cũng như cách tiếp cận trận đấu. Có cảm giác rằng điểm mạnh của De Ligt đã không được tối ưu hóa tại Bayern Munich. Đội bóng đang trải qua nhiều biến động và Man United chính là nơi để De Ligt có thể chứng tỏ được bản thân mình có thể làm những gì. Đối với Mazraoui, thách thức lớn nhất có lẽ sẽ là làm quen với nhịp độ cao của Premier League. Tuy nhiên, với khả năng thích nghi nhanh chóng và sự đa năng của mình, anh hoàn toàn có thể vượt qua được. Hơn nữa, sự hiểu biết sâu sắc về triết lý bóng đá của Ten Hag sẽ giúp Mazraoui dễ dàng hòa nhập vào lối chơi của câu lạc bộ. Cơ hội cho cả hai cầu thủ này là rất lớn với sự hỗ trợ từ một huấn luyện viên đã hiểu rõ khả năng của mình. De Ligt và Mazraoui có thể phát triển mạnh mẽ tại Manchester United nếu cả hai có thể duy trì phong độ cao. Họ sẽ đóng góp quan trọng vào việc giúp Man United trở lại đỉnh cao bóng đá Anh và châu Âu. Việc chiêu mộ De Ligt và Mazraoui cho thấy Manchester United không chỉ tập trung vào thành công ngắn hạn mà còn hướng tới việc xây dựng một đội bóng có thể thống trị trong nhiều năm tới. Đây là một phần trong chiến lược của Ten Hag. Ông luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng đội hình dựa trên nền tảng vững chắc. Sau rất nhiều năm, người hâm mộ Man United giờ đây có quyền kỳ vọng vào một tương lai tươi sáng với sự bổ sung của những cầu thủ chất lượng như De Ligt và Mazraoui, cùng với những tài năng trẻ đang lên như Alejandro Garnacho, Kobbie Mainoo. Quỷ đỏ đang dần hoàn thiện đội hình để cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ tại Premier League và giành lại tấm vé tham dự Champions League. Sự gia nhập của bộ đôi Bayern Munich không chỉ là những bản hợp đồng thông thường mà còn là biểu tượng cho một giai đoạn mới tại Man United dưới sự trị vì của tập đoàn Ineos. Với việc được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên đã chứng tỏ được năng lực trong Ten Hag, Man United đang từng bước tiến gần hơn đến việc khôi phục vị thế của mình trong làng bóng đá thế giới. Những người hâm mộ Quỷ đỏ hoàn toàn có thể lạc quan và hy vọng vào một mùa giải đầy hứa hẹn đang chờ đợi ở phía trước.